Được nghe Chư Tôn Đức, Ban Hoằng Pháp, Phật giáo quận 6 sẽ sẻ chia xung quanh những câu chuyện Đức Phật đản sanh. Cho nên quý Phật tử chúng ta sẽ có những cái câu hỏi thắc mắc gì đó chúng ta sẽ có thể đặt ra, Chư Tôn Đức sẽ giảng dạy cho chúng ta. A Di Đà Phật. Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Tin Ba Miệng và Ba Miệng Muốn Lên nha cả nhà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính tắc bạch cung thỉnh Chư Tôn Đức Chấn Tích Quang Lâm nơi lễ đài để bắt đầu buổi mạng đàm tối đêm nay. Giờ phút này kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng khởi thân, chắp tay trang nghiêm. Kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện, cách đây hơn 26 thế kỷ, một vầng quang đã rực sáng dưới chân Hy Mã Lạp Sơn, bên cạnh dòng sông Hằng lung linh huyền thoại, đã báo hiệu một bậc thánh giải thoát vĩ đại xuất hiện giữa cuộc đời, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã mở ra một hướng đi mới, một con đường mới được phủ đầy gấm hoa từ bi và được sáng soi bởi vầng trăng trí tuệ, giúp khai sáng cho chúng sinh trong kiếp mê lầm. Đức Thế Tôn đã hiện thế mang theo một thông điệp của tuệ giác lớn và tình thương lớn để hiến tặng cho đời, để giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6 cùng Ban Hoằng Pháp, Ban Hướng Dẫn Phật Tử phối hợp cùng Chư Tăng tại Đạo Tràng Tịnh Xá Lộc Uyển tổ chức đêm mạng đàm Phật Pháp để tưởng niệm tri ân Đức Thế Tôn nhân ngày đản sinh của Ngài lần thứ 2648. Đó chính là lý do của buổi lễ tối đêm nay. Quang Lâm chứng minh và tham dự buổi lễ mạng đàm tối đêm nay, chúng con thành kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Giác Nhuận, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6, trụ trì Tịnh Xá Lộc Uyển. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Minh Thành, Chánh Thư Ký, Phó trưởng Ban Hoằng Pháp, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Đồng Thanh, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Minh Hiền,
trưởng ban văn hóa ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6. Chúng con cung kính giới thiệu Đại đức Thích Minh Chánh, trưởng ban thông tin truyền thông ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6, cùng đông đảo chư nam nữ Phật tử tín đồ gần xa, quý bà con yêu mến đạo Phật đồng trở về tham dự chương trình mạng đàm tối đêm nay. Xin toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tay tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Phật về mở cửa vô minh, khơi nguồn đạo pháp, khơi tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho cây thêm nhụy, cho cành thêm hoa. Phật về, Đức Phật đã ra đời để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến và đem lại tình yêu thương đến cho tất cả muôn loài chúng sanh. Giờ phút này để chương trình mạng đàm tối đêm nay được ý nghĩa, và cũng như để cho toàn thể quý nam nữ Phật tử hiểu rõ hơn về sự xuất hiện của Đức Phật trên cuộc đời này, chúng con thành kính tác bạch cung thỉnh chư tôn đức bắt đầu chương trình mạng đàm tối đêm nay. Chúng con kính cung thỉnh thượng tòa đạo hiệu Thích Chánh Nhuận có đôi lời phát biểu khai mạc. Thành kính cung thỉnh thượng tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6, viện chủ Tịnh xá Lục Uyển. Kính bạch chư tôn đức tăng ban trị sự Phật giáo quận 6. Đêm hôm nay tại đạo tràng Tịnh xá Lục Uyển mở ra đêm văn nghệ và thuyết pháp của ban trị sự Phật giáo quận 6 và Tịnh xá Lục Uyển. Thì năm nay Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024, để đón chào ngày Đức Phật đản sanh với một cái ý nghĩa to lớn đối với người con Phật. Thì trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy hạnh phúc thay Đức Phật đản sanh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Đức Phật ra đời với mục đích là an lạc cho chư thiên và loài người. Do đó thì ánh sáng của đạo Phật để đem đến tình thương cho nhân loại, chấm dứt mọi sự khổ đau. Thành ra cái sự hạnh phúc mà được Đức Phật ra đời để làm cho chúng sanh rời bớt đi cái con đường đau khổ, thì bằng con đường đại giác của Đức Phật, qua hình ảnh đời sống và cái cuộc đời của Đức Phật, thì chúng ta cũng đã thấy những cái giai đoạn về mặt lịch sử của Đức Phật, cũng như là Đức Phật đản sanh, Đức Phật xuất gia, Đức Phật thành đạo, rồi Đức Phật chuyển pháp luân và Đức Phật nhập niết bàn. Thì cái con đường quan trọng đó là Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày đêm. Ngài tu tập đoạn trừ tất cả những hoặc lậu phiền não, rồi Ngài chứng được cái con đường đạo quả được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài có một cái đời sống chấm dứt mọi sự khổ đau, không còn cái sự ràng buộc trong cái cuộc đời này nữa. Rồi sau đó Ngài đem giáo pháp của Ngài chứng đắc để giáo hóa cho nhân loại và đem đến cho tất cả mọi người cũng đồng tu tập để chứng đắc cái con đường đạo quả đó và để đạt đến lý tưởng giải thoát và giác ngộ. Do đó thì hôm nay trong cái đêm văn nghệ, trước khi tổ chức văn nghệ là cũng có cái đêm pháp đàm của ban quần pháp cũng như ban hướng dẫn Phật tử, ban trị sự Phật giáo quận 6.
để cho quý Phật tử thấy rõ được cái sự ra đời của Đức Phật mang một số ý nghĩa cao thượng mà Đức Phật được sanh ra đời qua những cái lịch sử Đức Phật. Do đó vào giờ này cung thỉnh chư Tôn Đức Long Ban Hoằng Pháp để đưa ra những cái câu hỏi thảo luận, rồi sau đó các Phật tử trả lời, cũng như chư Tôn Đức, để mở rộng cái câu hỏi đó cho các Phật tử để hiểu thêm trong cái con đường tu học của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như là Phật, chúng con thành kính niệm ơn đôi lời phát biểu của Thượng Tòa Trưởng Ban tổ chức buổi lễ tối đêm nay. Và giờ này để bắt đầu chương trình bạn đàm tối đêm nay, trước tiên chúng con thành kính cung thỉnh đại đức